Con đứng đấy làm gì đấy? Đi ngủ thôi. Ừ? Làm sao? Hả? Nhảy á? Mẹ có bảo con nhảy đâu. Mẹ bảo con đi ngủ à? Giận hả? Thế con làm gì? Con làm gì con mới đi ngủ? Con nói mẹ nghe coi. Hả? Đi đâu không biết. Ăn xúc xích xong rồi mới đi ngủ hả? Hả? Rồi, ăn xong đừng ngủ nha, nhớ chưa? Ừ.